Nga giành lợi thế, truy kích quân kỳ ở Bakhmut Nga đẩy mạnh tấn công bên sườn Adybka Nga thắng lớn trên mọi mặt trận, giao tranh tiếp tục khốc liệt Quân đội Israel bao vây nhà thủ lĩnh Hamas, tiêu diệt một nửa chỉ huy ở Gaza Chủ tịch Hạ viện bị phế chốt thông báo sẽ rời quốc hội Mỹ. Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, theo hướng Soleda, với tâm điểm là Bakhmut, việc Nga giành được quyền kiểm soát làng Kromov thực sự được coi là một sự chuyển giao thế chủ động cho quân đội Nga tại mặt trận này. Chỉ có điều, bây giờ Nga đang tấn công vào ba khu vực cùng lúc và tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng trở nên khó khăn. Ở sườn phía nam Bakhmut, Nga đã tấn công, đánh chiếm các cao điểm tiếp xác với Klyuchevka. Kết quả là lực lượng vũ trang Nga đã giành được điểm cao quan trọng về mặt chiến thuật ở phía bắc ngôi làng và kiểm soát phần lớn hệ thống phòng thủ chiến lược. Việc kiểm soát vị trí này giúp có thể giám sát liên tục tất cả các hướng tiếp cận Klyuchevka, cũng như các vị trí đổ bộ về phía bắc theo hướng Krasnoye, Ivanovské lữ đoàn 5 Ukraine bó tay trước sự vượt trội hoàn toàn của lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, Trung đoàn 102 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 150 Nga cũng đang thành công trong việc phát triển cuộc đột kích và hợp tác xã Dacha ở phía tây nam Bakhmut, nơi đã bị mất hồi tháng 6. Những bước tiến mới của Nga đã làm xấu đi vị thế của Ukraine ở Krasnoye. Ở phía tây bắc, lính dù Nga tiếp tục tiến lên từ hồ chứa Bekoskoye. Bây giờ các trận chiến, chiến đang diễn ra nhằm giành lấy trận địa quan trọng trong vườn ươm Valianovsky. Cùng lúc đó, tiểu đoàn 92 thuộc lữ đoàn 107 Ukraine cố gắng phản công từ ngoại ô Bogdanovka, nhưng họ dễ dàng bị đẩy lui, sau đó Nga tận dụng tình thế để tiến hành truy kích, loại bỏ nhóm xung kích của đối phương. Và đó chưa phải là tất cả, Nga đã tăng cường hoạt động ở phía bắc Soleda. Từ Belokodoka, các quân nhân Nga đã xâm nhập đáng kể vào hàng phòng ngự của Ukraine dọc theo tuyến đường sắt phía đông Veseloye. Bước tiến này giúp họ có thể bắt đầu bao phủ tuyến Veseloye-Rasdoloka, làm phức tạp thêm vị trí của lữ đoàn sơn cước số 10 Ukraine trong khu vực. Với cuộc tấn công tiếp theo, rất có thể Nga buộc lực lượng Ukraine phải rút lui. Tại khu vực Adipka, Nga tiếp tục gây áp lực lên hai bên sườn của đối phương. Đã xảy ra các trận chiến gần Stebovep và phía bắc nhà máy than và hóa chất. Đồng thời, họ cũng phát triển mũi xung kích từ hướng Vodinoe nhằm cố gắng tiến về phía Siverne. Theo kênh German, Nga tăng cường tấn công vào nhà máy than và hóa chất. Dù chỉ giành được một số bước tiến nhỏ, nhưng họ đã buộc quân đội Ukraine phải rút lui khỏi một số vị trí. Trong khi đó, Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân Nga cố gắng tiến về 7 hướng trên khắp các mặt trận và tổng cộng 83 cuộc giao tranh đã xảy ra. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine có đoạn, đối phương đã phóng hai tên lửa và 71 cuộc không kích, thực hiện 65 đợt tập kích hỏa lực bằng pháo phản lực phóng loạt vào các vị trí của quân ta lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Marinka, Zaporizhia. Đồng thời, lực lượng Kiev vẫn giữ các vị trí ở tà ngạn vùng Donetsk và tiếp tục gây ra những tổn thất nặng cho phía Nga, báo cáo cho biết. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn rơi 76 UAV, hai máy bay Su-25, một máy bay MiG-29 của Ukraine trong ngày theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga phối hợp với máy bay và pháo binh đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các nhóm từ các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 43, 60 và 57 lực lượng vũ trang Ukraine gần Holoman. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên lên tới 140 quân, một xe tăng, ba xe chiến đấu bọc thép, hai xe cơ giới và một khẩu pháo M199 do so Mỹ sản xuất. Theo hướng Krasniliyman, các đơn vị từ nhóm lực lượng Tercenter của Nga phối hợp với pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công do lữ đoàn vệ binh quốc gia số 5 của Ukraine phát động gần Donetsk. Ngoài ra, các cuộc không kích của Nga còn được thực hiện nhằm vào nhân lực và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine gần khu rừng Serebryansky. Ở hướng trên, Ukraine tổn thất 290 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, hai hệ thống pháo tự hành Dana do Séc sản xuất ở hướng này. Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng trước của Nga phối hợp chặt chẽ với hàng không và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công do Lữ đoàn Cơ sở 24 và Không quân Ukraine phát động gần Lugansk và Donetsk. Các cuộc tấn công của Nga còn nhắm vào nhân lực và khí tải đối phương gần Donetsk. Ở hướng trên, Ukraine tổn thất 300 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, và một hệ thống pháo tự hành Kvostika. Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga cùng máy bay trực thăng, máy bay tấn công mặt đất và pháo binh đã gây thiệt hại về nhân lực và khí tài của Lữ đoàn 79-72 cơ giới hóa và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 Ukraine gần Donetsk. Ở hướng trên, Ukraine thiệt hại 165 binh sĩ, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 2 pháo tự hành FH-70 so anh sản xuất, một hệ thống pháo tự hành Grab do Ba Lan sản xuất, một hệ thống pháo binh M777 do Mỹ sản xuất, hai hệ thống pháo tự hành Kvostika và một bệ phóng Grad. Theo hướng Zaporizhia, các đơn vị lực lượng Nga cùng hàng không và pháo binh đã gây tổn thất về nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới thứ 33, 65 và 118 của Ukraine gần Donetsk. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là 55 binh sĩ, hai phương tiện cơ giới và một khẩu pháo D-30. Theo hướng Kherson, Quân đội hàng không và pháo binh Nga đã gây hỏa lực sát thương cho đối phương gần vùng Kerosone. Ở hướng trên, Ukraine có 80 binh sĩ thương vong, 3 phương tiện cơ giới, một xe tự hành M-109 Paladin do Mỹ sản xuất và một hệ thống pháo M-777. Một pháo D-20 cũng đưa 100 tác chiến điện tử. Các lực lượng Nga đã tấn công các sở chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới số 31 và lực lượng đặc biệt số 12 Ukraine, sở chỉ huy UAV của Lữ đoàn Cơ giới số 109 của Ukraine, kho đạn dược và nhiên liệu cũng như nhân lực và khí tài quân sự của họ ở 113 khu vực. Các đơn vị phòng không Nga đã bắn rơi hai máy bay Su-25 và một máy bay MiG-29 của không quân Ukraine gần Donetsk. Cùng thời điểm này, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn khác nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine trên khắp đất nước. Trang SF thông tin, quân đội Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine, trong đợt tấn công mới nhất này, một số mục tiêu ở vùng Zitomir đã bị tấn công. Một trong số đó là kho đạn lớn chứa đạn NATO cung cấp cho Ukraine ở gần Berdychev. Nga cũng tiếp tục tấn công sân bay quân sự ở Starodkone-Statinov thuộc vùng Kamenetsky. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai máy bay F-16 mà Ukraine dự định thực hiện. kể từ tối hôm 5 tháng 12, nhiều vụ nổ đã xảy ra ở Odessa và một trong những mục tiêu được cho là sân bay Skory bên cạnh đó nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của nga cũng đã xảy ra ở gần Kropyvnytskyi các đơn vị của ukraine cũng bị tấn công gần Kharkov trong quá trình luân chuyển tới vùng Kupiansk trong khi đó lực lượng nga không ngừng tiến công ở mặt trận ở sườn phía bắc của Bakhmut họ cắt một con đường quan trọng và bắt đầu bao vây Bodanoka. trong 24 giờ qua quân nga cũng đã cải thiện vị trí của mình ở sườn phía nam Tại vùng ngoại ô phía tây nam của Bakhmut, quân Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine và giành quyền kiểm soát con đường tới Ivanovsk. Lực lượng Nga cũng duy trì quyền chủ động với các hướng khác ở Donbass, dù chiến tuyến không có thay đổi đáng kể trong 24 giờ qua. Trang Aviapro ngày 6 tháng 12 đưa tin, tại hướng Zaporizhia, một chiếc xe tăng thiết giáp chở quân BTR-4 của Ukraine đã bị phá hủy trong một vụ việc khi hữu khi giao tranh xảy ra. Tại Zaporizhia, các binh sĩ của Sư đoàn tấn công đường không số 76 của Nga đã truy đuổi một xe thiết giáp chở quân của Ukraine bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Sau khi phát hiện được mối đe dọa, kiếp lái của xe thiết giáp chở quân Ukraine đã nhanh chóng chuyển hướng để tránh UAV. Trong quá trình rút lui, phương tiện này đã va phải một quả mìn chống tăng và nổ tung trước khi UAV cảm tử lao tới. DTR-4 là loại xe thiết giáp chở quân do các kỹ sư Ukraine phát triển và chế tạo từ đầu những năm 2000. Phương tiện được thiết kế với nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ các đơn vị bộ binh cơ giới cũng như chi viện hỏa lực trên chiến trường. Bên cạnh đó, BTR-4 còn được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh và lính thủy đánh bộ Ukraine do có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 12 công bố đoạn video cho thấy lực lượng lính dù Nga sử dụng UAV Lancet để phá hủy hai trạm radar và một trạm liên lạc di động của lực lượng Ukraine ở hữu ngạn sông Đề Nhép, vùng Kherson. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng lính dù nước này đã sử dụng máy bay không người lái Lancet để phá hủy hai trạm radar ST-68 và P-18 cùng một trạm liên lạc di động của Ukraine ở hữu ngạn sông Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc điều khiển Lancet một cách chuyên nghiệp và thành thạo đã cho phép người điều khiển máy bay không người lái loại bỏ các mục tiêu Ukraine bằng một đòn tấn công trực tiếp. Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng máy bay không người lái Kamikaze kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine những chiếc UAV như vậy cung cấp một giải pháp rẻ tiền và hiệu quả để loại bỏ các mục tiêu cụ thể, trong khi vẫn có thể giữ an toàn cho binh lính. UAV Lancet tham chiến lần đầu vào tháng 7 năm 2022 và đã tấn công hàng trăm khí tài của Ukraine, trong đó chủ yếu là phá tự hành và lựu pháo, tổ hợp phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, xe tăng thiết giáp và cả tiêm kích MiG-29. Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn nổ một hệ thống phòng không S-350 của Nga. Cuộc tập kích do vệ binh quốc gia Ukraine tại Kherson thực hiện. Trong video, UAV của Ukraine đã đánh trúng S-350 gần một tuyến đường cao tốc. Dù tín hiệu bị mất trước khi UAV va chạm với mục tiêu, nhưng một UAV trinh sát khác đã xác nhận việc hệ thống của Nga phát nổ và bốc cháy. S-350 là một hệ thống phòng công mới hiếm khi được phát hiện ở Ukraine và có giá khoảng 135 triệu đô la Mỹ. S-350 VTH là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung do tập đoàn Amas Antey phát triển, được thiết kế để bảo vệ các cơ sở trọng yếu trước những cuộc tập kích bằng vũ khí đường không hiện đại và tiên tiến. Truyền thông Nga cho biết S-350 có khả năng đánh chặn các mục tiêu như máy bay, UAV, tên lửa hành trình và các phương tiện khác ở phạm vi tối đa từ 120 đến 150 km. Hệ thống phòng công này sử dụng tên lửa 9M96 mang theo đầu đạn nổ nặng 24kg, được trang bị radar dẫn đường chủ động. Khi F independent đưa tin, Mỹ đã công bố gói viện trợ quốc phòng trị giá 175 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, theo điều mà Ngoại trưởng Antonio Brinken nói là một trong những gói viện trợ quân sự cuối cùng cho Ukraine nếu Quốc hội không thông qua nguồn tài trợ bổ sung. Trong lời kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine vào ngày 6 tháng 12, Tổng thống Joe Biden cho rằng việc không ủng hộ Kiev sẽ là món quà dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoại trưởng Blinken cho biết, trừ khi Quốc hội hành động thông qua yêu cầu tài trợ bổ sung cho an ninh quốc gia của Tổng thống, đây sẽ là một trong những gói hỗ trợ an ninh cuối cùng mà chúng tôi có thể cung cấp cho Ukraine. Gói mới nhất này bao gồm đạn phòng không, đạn HIMARS, đạn pháo, tên lửa chống bức xạ tốc độ cao không đối đất HAM, tên lửa chống tăng và đạn vũ khí nhỏ. Quốc hội Mỹ trước đó đã phân bổ 111 tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, bao gồm 67 tỷ đô tài trợ mua sắm quân sự, 27 tỷ hỗ trợ kinh tế và dân sự và 10 tỷ viện trợ nhân đạo. Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Zalanda Trang cảnh báo rằng tất cả số tiền đó đã cạn kiệt vào giữa tháng 11. Liên quan đến tình hình chiến sự tại giải Gaza, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel đã bao vây nhà của thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Trong đoạn clip do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố, ông Netanyahu cho biết, đêm qua lực lượng của chúng tôi có thể đi đến bất cứ đâu trong giải Gaza. Họ hiện đang bao vây nhà của Sinwa. Ngôi nhà đó không còn là nơi ẩn náu an toàn nữa. Ông ta có thể chạy trốn, nhưng chúng tôi sẽ tìm ra ông ta. Thủ tướng Netanyahu cũng tuyên dương lực lượng phòng vệ Israel đã tiêu diệt khoảng một nửa số chỉ huy tiểu đoàn của Hamas trong cuộc giao tranh kéo dài hai tháng qua. Phong trào này được cho là sở hữu 24 tiểu đoàn chiến đấu ở Gaza, Ông tuyên bố Gaza cần được phi quân sự hóa và lực lượng duy nhất có thể đảm bảo điều này là lực lượng phòng vệ Israel. Theo tờ Wall Street Journal ngày 1 tháng 12, theo lệnh của ông Netanyahu, các cơ quan tình báo hàng đầu của Israel đang lên kế hoạch truy lùng các thủ lĩnh Hamas sống ở Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Đây là chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm truy lùng các nhân vật chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phế chuất Kevin McCarthy vừa thông báo ông sẽ rời quốc hội vào cuối năm nay. Quyết định này khiến cho các thành viên trong đảng Cộng hòa của ông lo lắng về đa số hẹp và con đường của họ phía trước. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang xem xét một loạt dự luật cực kỳ quan trọng, bao gồm dự luật chi tiêu tài khóa năm 2024 mà Quốc hội phải thông qua trước ngày 19 tháng 1 để ngăn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một phần. Điều này đặt ra thử thách mới và đầy rủi ro cho người kế nhiệm, chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người theo đạo cơ đốc bảo thủ với tương đối ít kinh nghiệm lãnh đạo. Ông giành chiến thắng sau nhiều tuần đấu đá nội bộ gay gắt trong Đảng Cộng hòa. Ông McCarthy, 58 tuổi, viết trên Wall Street Journal: "Tôi đã quyết định rời hạ viện vào cuối năm nay để phục vụ nước Mỹ theo những cách mới. Có vẻ như Washington càng làm nhiều thì nước Mỹ càng trở nên tồi tệ hơn." McCarthy bị phai cứng rắn trong Đảng Cộng hòa lật đổ vào đầu tháng 10. Sự ra đi của vị cựu lãnh đạo đã giúp Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện từ năm 2022 có thể đe dọa hy vọng của đảng này về việc tiếp tục giữ được đa số trong năm tới những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube thế giới nghiêng xin chào và hẹn gặp lại